con rắn đi trước. Ba con tàu cập bến theo lịch như sau. Tàu 1 cứ 15 ngày thì cập bến. Tàu 2 cứ 30 ngày cập bến. Tàu 3 12 ngày thì cập bến. Lần đầu cả ba tàu cập bến vào ngày thứ 6. Vậy sau đó ít nhất bao nhiêu ngày thì cả ba tàu mới lại cập bến vào ngày thứ 6? Một cái bài cũng khá hay các em ha. Đây là bài toán bội chung thôi. Gọi gọi số ngày ít nhất cần tìm là A ngày. Đó. Thì các em sẽ thấy là điều gì? Cái số ngày A đó nó sẽ chia hết cho 15. Thì cứ 15 ngày tàu thứ nhất mới cập bến mà. Rồi A sẽ chia hết cho 30. Thì 30 ngày thì tàu 2 nó mới về lại chỗ đó. Rồi tàu 3 thì cứ 12 ngày nó lại về lại chỗ đó. Thì phải nó phải chia hết cho 12 thì nó mới về lại đó chứ ha. Như vậy là các bạn sẽ dễ dàng suy ra được là A sẽ là một cái bội chung. Một cái bội chung của 15, 30 và 12. Bây giờ các em tìm bội chung nhỏ nhất của ba cái số này đã. Nếu thầy không lầm thì bội chung nhỏ nhất là 60. 60 ha. Cứ 60 ngày. Cứ 60 ngày thì ba cái tàu này lại gặp nhau. Ít nhất ha. Cứ 60 ngày chúng lại gặp nhau. Nhưng mà chưa chắc cái ngày gặp nhau đó là ngày thứ 6 các em nha. Chưa chắc cái ngày gặp nhau đó là ngày thứ 6. Muốn là ngày thứ 6 á thì lại phải suy nghĩ tiếp. Đó, như vậy là cứ 60 ngày thì gặp lại nhau, nhưng mà cái ngày gặp nhau chưa chắc là ngày thứ 6 các em nhé. Giờ muốn là ngày thứ 6 tức là phải vừa tuần. Bây giờ lại phải chia hết cho 7. Như vậy cái bội của mình là phải chia hết cho 7 nữa. Như vậy các em lấy 60 nhân cho 7, 7 là số nguyên tố mà. 420. Như vậy là 420 ngày sau thì chúng lại mới cùng cập bến vào đúng ngày thứ 6 ha. Rồi cái này thì ta dùng chức năng tính mà thầy đã dạy rất nhiều ở trong khóa học các cái khóa học trước ha. 1 này, cộng 7, cộng 8, cộng 15, cộng 23, cộng vân vân vân, cộng cho tới 259. Đó, thì nó bằng gì? Thì cái quy luật của nó sao kỳ cục vậy ta? 1 rồi tới 7, rồi lại tới 8, rồi tới 15, rồi tới 23, rồi tới 259. Ôi chà, cái dãy số kỳ cục không? Em thấy ghê chưa? Phát hiện ra quy luật chưa? 1 cộng 7 là ra 8, 7 cộng 8 là ra 15, rồi 8 với 15 là ra 23. Như vậy cứ từ số thứ 3 trở đi nó là tổng của hai số trước. 1 nè, 7 nè, số tiếp theo là 8, số tiếp theo là 15, số tiếp theo là 23, số tiếp theo là lấy 15 cộng 23 các em. 15 cộng 23 là bằng 38. Kiên nhẫn đi. 23 cộng 38 thì lại bằng 61. Tiếp tục 38 cộng 61 thì bằng 99. Kiên nhẫn nha. 61 cộng 99 thì bằng 160. Cố lên. 160 là cộng tiếp cho 99 thì bằng 259. Hết rồi. Vậy các em tính tổng mấy số này nè. Đó. 1 cộng 7 cộng 8 cộng 15 cộng 23 cộng 38 cộng 61 cộng 99 cộng 160 rồi cộng 259. 671 kìa. Bằng 671 ha. Ngẫm nghĩ từng lời thầy giảng nha. Thầy không có nhiều thời gian để giảng giải thích cho các em đâu. Có một số có hai chữ số. Khi xen chữ số 0 vào giữa thì ta được số mới. Giờ số có hai chữ số là A chục B đơn vị nè. Bây giờ ta xen số 0 vào giữa là thành A trăm không chục B đơn vị. Thì cái số mới này gấp 9 lần số ban đầu, tức là bằng 9 lần cái số A nhân B ha.
Cái này ở trong khóa học V63 thầy đã giảng rồi. A trăm không chục B đơn vị là bằng 100 A. 100 nhân A đó cộng cho B đơn vị. Còn A chục B đơn vị có nghĩa là A nhân 1 chục là 10 A và cộng cho B đơn vị. Rồi mình nhân cái này ra thôi. 100 A cộng cho B thì nó bằng, dùng tính chất phân phối là 9 nhân 10 A cộng cho 9 nhân B ha. 9 nhân 10 A thì nó sẽ bằng 90 A. Rồi giờ các em cân bằng hai bên. 100 A, 100 lần A thì thầy sẽ ghi lại là thành 90 lần A cộng cho 10 lần A. Đó. Còn bên này là 9 lần B thì thầy ghi là 1 lần B cộng 8 lần B. Đó. Giờ các em so sánh hai vế ha. Bên này có 90 lần A, bên này có 90 lần A là què. Rồi bên này có 1 lần B, bên này cũng có 1 lần B là què. Như vậy 10 lần A sẽ bằng 8 lần B. Bỏ đi, 90A bỏ đi. Rồi B bỏ đi. Thì hai đĩa cân đang thăng bằng nè, ta bỏ những quả cân giống nhau ở hai đĩa thăng bằng ra thì phần còn lại nó vẫn thăng bằng thôi. 10A thầy lại ghi là 10 lần A với lại 8 lần B mà bằng nhau thì có nghĩa là 5 lần A cũng bằng 4 lần B ha. Rồi giờ các em có thể cho A bằng 1. Nếu A bằng 1 á thì không được, đúng không? A bằng 1 thì B nhân 4 là chia hết cho 2, còn 5 nhân cho 1 là số 5 là số lẻ, không được. Như vậy là A mình cho bằng 2. A bằng 2 á thì suy ra 4B là bằng 10. 4B bằng 10 thì không thể nào tìm được B. Đúng không? B là số tự nhiên mà, làm gì có số tự nhiên nào nhân 4 bằng 10. Như vậy A bằng 3 cũng không được, A bằng 3 là ra số lẻ. A bằng 4, A bằng 4 thì suy ra là 4B nó sẽ bằng 16. Xin lỗi, A bằng 4, A bằng 4 thì 4B sẽ bằng 5 nhân 4 là thành 20. Tức là lúc đó B nó sẽ bằng 5. Thì cái này có vẻ hợp lý nè các em. Vậy cái số mình cần tìm á, số mình cần tìm nó chính là số 45. Đó. Rồi các em thử lại, đưa số 0 vô giữa, 405 chia cho 45 đúng bằng 9 luôn. Vậy số đó chính là số 45. À. Đề khó nhỉ. Bạn nam đánh số trang. Bài này ta làm rất nhiều ở trong khóa học V61, V62 và V63 rồi. Đánh số trang từ 1 đến 264. Thì giờ các em tính từ 1 tới 9 rồi nè. Rồi từ 10 tới 99 nè. Rồi từ trang 100 cho tới trang 264. Đó. Ở trên này thì nó sẽ có 9 trang. Trên này có 9 trang. 9 trang, mỗi trang một chữ số. Còn dưới này là có 90 trang. Mỗi trang có 2 chữ số. Còn ở dưới này có bao nhiêu trang? Em lấy 264 trừ 100 cộng 1 là bằng 165. 165 mà mỗi trang có 3 chữ số, rồi cộng lại các em. 9 nhân 1 cộng 90 nhân 2 rồi cộng 165 nhân 3. 684 chữ số. 684. Các em lấy 3 cái này cộng lại nha, coi lại khóa học V62. Đây là bài toán mẫu trong khóa học V62 luôn á. Đăng ký ngay đi nếu chưa đăng ký. 684. Rồi, để số nguyên tố P nhỏ nhất là số 3 thử coi. 3 cộng 2 là 5, ok, 3 cộng 6 là 9 bỏ. Vậy ta lấy số 2. 2 cộng 2 là 4 bỏ. Lấy số 5. 5 cộng 2 là 10 là 7, 5 cộng 6 11, 5 8 13, ok. A là số tự nhiên. A là số tự nhiên. 264 chia A dư 24. Như vậy là lấy 264 trừ đi 24 là còn 240, nó sẽ chia hết cho A nè. Rồi 36 3 chia A dư 43. Như vậy là 363 bớt đi 43 là 320, cũng sẽ chia hết cho A. Vậy A là ước chung. Đúng không?
A là ước chung của 26, 240 và 320. Các em tìm ước chung coi. Ước chung lớn nhất của 240 và 320 đó là 960. Ước chung lớn nhất là bằng 960. A là số tự nhiên. Rồi. Ủa, tìm lộn ước chung, bộ chung nhỏ nhất rồi, xin lỗi các em. Ước chung lớn nhất 240 320 sẽ là 80. Thấy không? 240 sẽ là 80 đó các em. 240 13 20 đúng rồi, 80. Số dư là phải nhỏ hơn số chia, đúng rồi. A là số tự nhiên. A 39 chia A dư 4, như vậy là 35 sẽ chia hết cho A. Rồi 48 chia A dư 6, như vậy là bớt đi 6 là thành 42 cũng chia hết cho A. Vậy A chính là 7. A chính là 7, y như bài vừa rồi luôn ha. Số tự nhiên nhỏ nhất chia 8 dư 6. Chia 8 dư 6 nè. Chia 12 dư 10. Chia 15 dư 13. Rồi cái này thầy đã dạy rất kỹ trong khóa học V63. Bài này các em gọi số đó là A, các em bổ sung thêm 2 thì nó sẽ chia hết cho 12. Xin lỗi, chia hết cho 8. Chia hết cho 12. Rồi chia hết cho 15 luôn. Rồi đi tìm bộ chung nhỏ nhất đi. Bộ chung nhỏ nhất của 8 rồi 12 và 15 sẽ là 120. Như vậy A cộng 2 có thể là bằng 120 đó các em. Thấy không? 120 trở đi là 240 nè. Rồi 360 nè. Vân vân. Rồi giờ trong số những số này các em phải chọn ra cái số nào mà A cộng 2 chia hết A cộng 2, A chia hết cho 23 thì A cộng 2 sẽ chia 23 dư dư 2. Không, 120 chia cho 23 thì dư 5 bỏ. 240 dư 10 bỏ. 360 dư 15 bỏ. 408 dư 20 bỏ. 120 nhân cho 5 rồi dư 2. Đây, đó chính là số nhân 5 các em. 120 nhân 5 ra 600 nha. Thì tóm lại là A sẽ bằng 600. Cái số ta cần tìm là 600. Thử lại coi, 600 mà chia cho 15 nữa coi. Ủa, chia hết mà. Rồi 600 chia cho, chia cho 8 cũng chia hết. Vậy là bớt lại 2 là 588 nha. 588, xin lỗi, 598. 598 chia 8 là dư 6. 598 chia 23 đúng chia hết luôn. Số 598 ha. Các em ngẫm nghĩ đi. Để đánh số trang từ 1 tới đó, như vậy là mình sẽ có là 9 này nè, cộng cho từ 1 tới 100 là có 90 số đúng không? 90 nhân 2 là bằng 180 rồi. Rồi còn lại là bao nhiêu số? 372. N trang nữa ha. Vậy là N trừ cho 100 cộng 1 nhân 3. N trừ 100 tức là trừ 99 nhân 3 là bằng 372. Rồi các em lấy 372 trừ 9 trừ 108 rồi chia cho 3. N trừ cho 372 chữ số. 372 chữ số 9
cộng 108 là chưa tới 372 đúng không? Vậy là n trừ 99 trừ 100 cộng 1 trừ 99, n trừ 99, 372 trừ 9 trừ 108 chia 3 rồi cộng cho 99 là 160 trang kìa. Qua nick 2 thì sẽ giải kỹ hơn ha. Rồi con khỉ có tất cả bao nhiêu số vừa là bội của 5 vừa là ước của 50. Bội của 5 là 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vậy bội ước là 5 nè, 10 nè, 25 nè, 50 nè, 4 nè. Chà, vừa kịp. Khó quá. Đề khó quá. Cái bài vừa rồi á là thầy giảng nhanh nè. Ước của 5 thì có là 0, 5, 10, 15, 50, 55, 30, vân 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 cho tới 50 đúng không? Thì mình chỉ chọn ra những số là ước hay là bội của 5 thôi, đó chính là 5, 10, 55 và 50 hết. Còn cái bài 372, bài 372, bài 372 chữ số hồi nãy á. Bài 372 chữ số hồi nãy á. Thầy giảng lại luôn. Chứ hồi nãy không có đủ thời gian thì đâu có giảng đâu. Các em nhớ là mùng 6 tháng 3 bản A thi xong thầy sẽ ra khóa học V64. Những em đã đậu huyện rồi, các em cố gắng đăng ký ngay. Các em đã theo thầy 3 khóa này thì theo luôn cái khóa cuối đi. Đừng có tiếc gì hết. Để mình lấy kiến thức mình thi vòng tỉnh cho nó tốt. Và cuối học kỳ 2 và trong mùa hè thầy sẽ dạy chương trình lớp 7 trước ha. Dạy cơ bản và sau đó nâng cao lên. Để các em nắm vững kiến thức cơ bản của lớp 7. Thì sau đó vô năm là các em không còn sợ gì lớp 7 nữa. Mình chỉ dành thời gian đó để nâng cao hoặc là học các cái môn khác nữa ha. Bây giờ thầy sẽ luyện cái bài hồi nãy. Một cuốn sách cần 372 chữ số để đánh số trang thì có bao nhiêu trang? Thì thầy gọi là có n trang đi. Có n trang thì số trang này bèo bèo là phải đến hàng trăm trang đúng không? Giờ 9 trang đầu, tức là từ trang 1 tới trang 9 là nó sẽ có 9 chữ số. 9 số, mỗi số 1 chữ số. Đó. Rồi từ trang 10 cho tới trang 99 là nó có tất cả là 90 trang. 99 trừ 10 cộng 1 là 90 trang. Mỗi trang có 2 chữ số là nó bằng 180 này. 180 chữ số này. Trên này là 9 x 1 là bằng 9 chữ số, phải không? Và tiếp tục là từ trang 100. Từ trang 100 cho tới trang thứ n thì nó có số chữ số là n trừ 100 cộng 1. Mà chừng này trang mà sẽ có 3 chữ số đúng không? Có 3 chữ số nhân cho 3. Giờ tổng số chữ số sẽ là gì? 9 cộng 108 nè. Rồi cộng cho này. Đúng không? Tức là cộng cho 3 nhân cho n trừ 100 cộng 1, tức là n trừ 99 đó. Hồi nãy các em tua lại các em sẽ thấy thầy đọc đó. Và bằng 372. Như vậy từ đây muốn tìm n các em sẽ làm dễ thôi. Lấy 372 hồi nãy các em thấy thầy đọc mà không hiểu gì đúng không? 372 trừ 9 nè. Trừ cho 108 nè. Rồi được bao nhiêu? Tất cả đem chia 3 nè. Là được 61. 61 rồi cộng cho 99. Cứ làm ngược thôi. Vậy nó sẽ ra 160 ha. N sẽ bằng 160. Vậy thôi. Đơn giản mà. Rồi đăng ký ngay khóa học V61, V62, V63 nếu các em chưa có đăng ký. Từ đây tới đó còn cả nửa tháng. Mỗi khóa học các em học nhanh trí, các em học cỡ 1-2 ngày là xong rồi. Cách đăng ký cũng khá đơn giản rồi. Ok.
em nhấp vô đó và đăng ký. Cái kỹ thuật đăng ký thì đây, bước 1, bước 2, em làm đúng 3 bước là xong nha. Nạp thẻ điện thoại thì tốt hơn. Còn ba mẹ có sử dụng tài khoản ngân hàng thì nói ba mẹ là được. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở nick số 2. Thầy sẽ giảng thêm nick số 2, số 3 nữa để các em lấy kiến thức kem thi.